Đây bà con, đây là cái khu vực Cập Ra Mát Tà đó bà con. Ở đây coi như rất là bình yên bà con này. Giống như mấy con chim nó vậy ha. Bà con nó rất là bình yên, nó đi ăn đồ này kia thoải mái, không sợ người ta đánh bắt hay gì hết trơn. Rồi có những người nghệ sĩ đường phố đó, họ đang thổi đèn kèn để giúp vui cho bà con, cũng như để mà ai thích á thì có chạy cho người ta tiền. Ok, rồi mình cũng nếu mà người ta bỏ công sức ra vậy mình cũng giúp người ta để coi như vui vẻ đường phố thì coi như có nó muốn giống như cái vấn đề ăn xin nè. Để người khuyến khích người ta là coi như người ta làm cho đường phố vui vẻ rồi đấy, cầm cỏ vô anh quay đó, khi mình giúp người ta như vậy người ta bỏ công sức ra đó thì cũng rất là tốt bà con. Đây cũng đó là một cái vấn đề mà giúp đỡ lẫn nhau, nhưng trong hoàn cảnh khó khăn đó thì người ta có khả năng nào đó thì người ta làm, còn nếu giống như này cũng như vậy, nhưng mà người ta ngồi một đống vậy đó coi như không có một cái khả năng để mà khuyến khích người ta cho hết, người ta giống như này như vậy ha. Cái khu vực ở Cập Ra Mát Tà bây giờ ở cái nơi này kia người ta tới người ta xin tiền cũng nhiều quá chừng đi, giống như bên Mỹ vậy á. Thì mình tới đèn xanh đèn đỏ thì người ta cũng ngồi đó để đứng ở trên kia xin tiền thì nói chung cái đám nào mà có sông út á thì có những cái người này người kia. Thì cái đường này đường tròn bà con, cái đường này đường chính nè, đường chính của khu vực Cập Ra Mát Tà. Cái khu này hồi xưa nó rất là vắng vẻ, nhưng mà khi có người Việt tới đây thì ra bắt đầu khu này nó nổi lên sầm uất quá chừng đi, nó bây giờ nó trở thành cái khu du lịch đấy bà con. Những người mà đi từ Âu Châu rồi từ các nơi trên thế giới, nói chung các nơi trên thế giới á, từ người ta đều ghé qua đây để mua sắm đồ, rồi cũng như đi tham quan nơi này để, đây có một số người họ bán hàng rong á. Cái này thì hội đồng thành phố họ chứ họ dẹp rồi, nhưng mà rốt cuộc bây giờ người ta không thể dẹp được nữa, tại vì cái mấy người già họ đi, họ có mấy cái vườn rộng á, người ta trồng được cái mấy người shop ở đây họ kiện cáo á, nói họ phải bỏ bao nhiêu tiền để mà mua đồ mua thuê cửa hàng, mà mấy người này họ không có thuê gì hết, mà người ta bán, nhưng mà mấy người về sau mấy người họ giải thích họ trong cái vườn của họ có thì họ mang dư thừa mang lên tế bán cho vui thôi, chứ không có kiếm lời gì trong này hết, thì nó quá ít. Thì tài chính hội đồng thành phố họ cũng sau vài lần bắt này kia nọ, bây giờ người ta cũng bỏ qua để cho bà con vui vẻ cả làng với nhau. Ok, rồi tới nơi mình cần muốn tới rồi, để tạm thời mình gắn máy cho bà con để cho bà con biết được cái cuộc sống sinh hoạt của người hải ngoại như thế nào. Rồi bye bye nha.